Xin chào anh em, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cặp đôi mới nhất của nhà báo. Đó là cặp đôi Puma Future Ultimate và Puma Ultra Ultimate, phối màu Voltage, phối màu cuối cùng của nhà báo trong năm 2023. Về đôi Ultra này thì clip trước ấy, thì mình đã nói về ưu điểm, nhược điểm cũng như là cái trải nghiệm của mình về con Ultra này rồi. Các bạn có thể, mình sẽ để link ở dưới nhé, các bạn có thể xem lại. Thì chúng ta sẽ đến với cái con Puma Future Ultimate. Với với Puma Future Ultimate, cái phiên bản màu vàng này thì thật sự là theo mình, lúc mình trên tay ấy, mình cảm giác nó có một cái phối màu cực kỳ là đẹp luôn. Thật sự là cái phối màu Voltage của Puma này nó rất là đẹp. Từ Puma Future đến Puma Ultra, nếu các bạn muốn nổi, các bạn thật sự muốn đẹp, muốn nổi bật trên sân thì đây là lựa chọn của các bạn. Và dành cho chân thon nhé. Và đối với các anh em chân bè thì đây là một mẫu giày cực kỳ đẹp và đáng sở hữu ở cái thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Phối màu vàng này cho mình một cái cảm giác nó rất là hài hòa. Mà không những hài hòa mà các bạn thấy nó cũng nổi bật ở trên sân luôn. Đấy. Về cái upper của con này thì nó cũng tương tự các cái màu ghi up trước thôi. Nó cũng có một, nó rất là mềm, êm. Một chút các cái lớp phủ silicone hay phủ nhựa ở đây. Thì miếng bao tép, cái upper này sau một thời gian đá khoảng độ 2-3 trận thì cái lớp phủ ấy nó sẽ bóng bớt đi. Và nó sẽ cho các bạn một cảm giác cầm và sờ vào tay rất sướng. Đấy. Rất là sướng. Thì con này nó chapper nó có một số các cái hạt vân này. Mình sờ thì có cảm giác như là nó nổi hơn so với cả các cái màu trước. Thì mình hay gọi vui đây là cứt báo. Đấy, cứt con báo. Thì con này sau khi mà thuần vài trận thì chapper nó mềm. Cái bộ đế nó cũng mềm ra rất nhiều. Thì cho anh em cảm giác nó đầm chân, nó chạy bon hơn. Nhưng mà về độ, về cân nặng nhá, thì con này khá là nặng. Đối với mình thì con Puma Future này đối, sau khi mình cân thử cũng như trên chân ấy, thì mình có cảm giác là nó khá là nặng và nó đầm chân, thì nó sẽ phù hợp cho những anh em mà thích chơi những cái lối chơi kiểm soát bóng ấy, là lối chơi va chạm kiểu vậy. Thì con này nó là một con giày để chơi đá giữa hoặc là đá thòng, nó rất là ok luôn. Còn anh em thích mang lên đá tiền đạo cũng được, sút cũng cảm giác cũng sướng. Tuy nhiên thì con này nó có một cái bệnh chung của dòng Puma Future, đó là bị phồng mũi. Đối với những anh em mà chân hơi mỏng một chút ý, có thể là vừa mũi, cái độ dư, cái độ dài này nó vừa, nhưng mà chân anh em mỏng ấy thì cái phần này nó sẽ bị phồng lên này. Khi mà nó phồng lên ý, thì ở những cái trận đầu tiên ấy, nó cái độ phồng nó rất là phồng luôn. Bởi vì khi mà cái miếng này nó còn đang ép cái form giày nó chuẩn ấy, thì nó rất là phồng. Và khi anh em đá được vài trận ấy, hoặc là cũng phải tầm chục trận, thì cái miếng này nó giãn ra bớt thì cái mũi này nó mới bớt phồng. Nhưng mà tuy nhiên anh em có thể có rất là nhiều cách để fix cái phồng mũi này. Đó là nhá, mình thấy trên mạng ấy có một bạn rất là hay, các bạn mua cái dán ngực của phụ nữ ấy, các bạn dán vào đây này. Đấy. Thì nó sẽ vừa là cái đệm mũi, vừa làm cái giúp các bạn fix được cái phồng mũi này. Hoặc có thể là như mình hay đi tất giày đây một chút, thế thôi. Với cả mình thay cái lót từ đấy thì nó cũng fix được khá là nhiều. Nhưng mà mình cũng đã thử cái dán ngực của con gái vào, mình thấy rất ok luôn. Đá nó vừa êm đầu mũi mà nó vừa chữa được cho mình cái bệnh phồng mũi, mà mình không phải độn lót lên làm gì cho nó bó ngang hai cái bên này cả. Đấy. À, một đặc điểm của Puma nhá, kể cả là Future Ultimate nhá, khi các bạn chơi mấy trận đầu ấy thì cái phần hông này nó rất là bó nhá. Nó sẽ bó đau tức cả bàn chân luôn. Mình chưa đi mẫu nào mà, à không phải, trên những nào mà ngoài Nike ra thì mình mới chơi xong Puma thì mình mới bị cái vấn đề là đau cả bàn chân mấy trận đầu khi mình đi Puma Future, Puma Ultra. Bắt đầu mình tưởng là do bộ đế nhưng mà không phải, nó là do cái phần hông này, cái miếng địa hình gót này nó bó rất là chặt. Đấy. Về bộ đế thì con này là cũng là đế cao thôi. Nhưng mà ở Puma Future ấy, thì cái đế nó đỡ đồ sộ hơn là trên Puma Ultra. Nhưng mà mới chuyển qua đế cao thì vẫn là cái vấn đề các bạn sẽ đỡ bóng bằng phần đế này là cái điều chắc chắn.
và trận thì sẽ quen thôi, nhưng mà khi mà thuần được thì đây là một mẫu dây cực kỳ đáng để anh em chơi. Và mình xin thì comment anh em đó là đây là mẫu giày dành cho chân bè nhé, không phải là mẫu giày dành cho chân thon. Anh em chân thon có thể chơi được, nhưng mà cái số trận anh em chơi được sẽ không nhiều. Ví dụ như mình chơi con Puma, mình chơi cái con Puma Future này, nó chỉ tầm được khoảng chục trận, hơn chục trận một chút là mình cảm thấy nó bị chân bị xô dịch trong giày rồi. Mình có fix lót thì cũng không ăn thua. Đấy thì cái vấn khi mà mình để một tuần hai tuần không đá đến thì nó lại co vào và mình lại đá được, nhưng mà cũng chỉ được một hai trận là nó lại giãn ra thôi. Vì thế là đây vẫn là mẫu giày dành cho chân bè, anh em chân thon có thể trải nghiệm và trận rồi pass hoặc đổi mẫu. Còn mình vì comment là đôi này không phải dành cho chân thon nhé. Đối với con này mọi người bảo chân thon, nhưng thực chất mình thấy là anh em chân bè hơi bè cho đến bè vừa thì nếu mà cố gắng thuần được thì vẫn chơi được nha, vẫn chơi được đấy. Nhưng mà chỉ có cái là cái phần lưỡi gà này nó rất là bó thôi, rất là đau. Thì làm sao mà cái phần lưỡi gà này nó được mềm như con này thì anh em chân bè chơi nó mới thoải mái hơn đấy. Chứ còn phần trên này bản thân mình chân thon mình đi nó vẫn có cảm giác, vẫn có không gian ở đây đấy, nên là anh em cân nhắc. Đây là sẽ là mẫu này chân thon, đây là sẽ là mẫu này chân bè. Mình có mang thêm một cái mẫu Puma các cái màu trước đó cho để so sánh qua, thì mình thấy là riêng cái màu này dành cho thị trường Việt Nam này là mình thấy có Capper nó hơi khác một chút thôi so với các cái màu khác nhá, so với tất cả màu khác luôn chứ không riêng cái màu vàng. Thì mình thấy con này Capper này nó nhiều nhựa hơn, cảm giác như là nó ít cái độ mềm mại hơn những cái con màu này. Khả năng là cũng có thể là do nó phải sơn nhiều cái lớp màu ở đây cho nên là cái upper nó sẽ bớt được cái, nó sẽ phủ nhiều nhựa hơn. Thì tổng quan lại thì đây là một mẫu giày rất đáng để chơi anh em ạ, rất đáng để chơi trong năm này. Màu rất là đẹp luôn, phối màu nào cũng đẹp, mình cảm thấy phối màu cũng đẹp kìa, là cái phối màu sặc sỡ nhảy cũng rất là đẹp đó.